thấy lợi, nghĩ đến hại. Liệt tử, nghèo khổ, có khi đói khát, không có gì mà ăn uống. Có người nói với vua Tử Dương nước Trịnh rằng, Liệt tử là một người cao thượng, nay ở nước nhà vua mà phải bần cùng, thì chẳng hóa ra nhà vua không biết quý trọng người giỏi ư. Tử Dương nghe nói, sai sứ giả đưa cho Liệt tử vải 10 xe thóc. Liệt tử ra ý kiến sứ giả, vái 2 vái, xin từ không nhận. Sứ giả đi, Liệt tử vào nhà trong, vợ ngóng trông bực tức, tự đập vào ngực mà nói rằng, thiếp nghe vợ con những bậc đạo đức cao thượng đều được an nhàn vui vẻ, nay vợ con tiên sinh túng đói, vua đưa cho tiên sinh thóc gạo, tiên sinh lại từ, thế chẳng phải là số mệnh xui ra vậy hay sao? Liệt tử cười bảo vợ rằng, vua mà biết ta, không phải tự chính nhà vua biết ta, tại nghe có người nói mới biết ta. Vua nghe người nói mới biết ta mà cho ta thóc, thì lúc bắt tội ta, tất vua cũng lại nghe người nói mà thôi, vì thế mà ta không nhận thóc. Vả chăng chịu bổng lộc của người, hoặc khi người mắc hoạn nạn không liều giúp người là bất nghĩa, mà nếu liều chết giúp kẻ vô đạo thì lại còn gọi là nghĩa thế nào được? Tử Dương sau quả bị nạn chết. Lời bàn, đường lúc túng đói gặp được vua chúa quý trọng lại cho vải 10 xe thóc, người ta được thế chắc lấy làm vinh hạnh sung sướng mà còn lên mặt với đời là khác. Liệt tử đây khác hẳn, vái sứ giả 2 vái, nói xin từ, thái độ khiêm nhã thật đáng trọng. Xin từ mà không lộ vẻ tự ái tự cao, không một lời nghị luận đến thời sự, thậm chí phải vợ con giày vò mà Liệt tử vẫn thản nhiên chỉ ôn tồn nói qua mấy câu. Ăn ở cần phải biết lui, biết tới, biết ân, biết nghĩa. Người sao sáng suốt khôn ngoan mà như ngu dại, thật đáng phục lắm thay. Vì không thế, không sống còn được ở đời loạn. Liệt tử đây, phần biết người hay dở, phần hiểu việc sâu xa, thật là bực minh triết bảo thân vậy. Ở đời sẵn có máu tham, thấy của tối mắt, đỏ đâu bâu đấy, sống chết mặc bay, đó là bệnh thông thường. Anh em chúng ta như muốn tránh bệnh ấy, tưởng nên học Liệt tử đây, biết rõ nghĩa lợi, hiểu đường lui tới thì mới là hơn.